Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Thì ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một cái kèo iRope mới đến từ cái dự án Meta Uni. Thì phần thưởng, tổng phần thưởng cho cái kèo iRope này là 10 triệu cái token MTI. Thì để hoàn thành tất cả các cái nhiệm vụ thì chúng ta sẽ nhận được 100 cái token MTI token, và mỗi một lượt giới thiệu thì bạn sẽ nhận được thêm 20 cái token MTI nha các bạn. Và tối đa là 50 lượt giới thiệu. Cái đấy là yêu cầu nha các bạn. Và sẽ có 2.000 người tham gia ngẫu nhiên và thực hiện tất cả các nhiệm vụ, và không có một ngoại lệ để ngẫu nhiên nhận được cái phần thưởng từ cái dự án này. Rồi, ok, thì xin mời các bạn hãy click vào link mình để dưới phần mô tả nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau làm cái nhiệm vụ iRope. Các bạn bấm vào nút Start. Tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ điền cái kết quả mà chúng ta cộng ở trên này, chúng ta điền kết quả ở bên dưới này. Rồi. iRope này nó sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 3 năm 2022 nhé, và nó sẽ trả về cái token cho chúng ta vào ngày mùng 5 tháng ngày mùng 5 tháng 4 nhé, năm 2022. Các đây các bạn bấm vào continue. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ ở đây thì người ta nói là cái ứng dụng này nó có sẵn ở trên cả điện thoại lẫn cái trên máy tính và Android. Đấy, các bạn bấm vào nút này. Rồi, bây giờ thì chúng ta bấm vào cái phần Join iRope. Chúng ta sẽ có những cái nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Channel. Rồi, ở đây thì mình sẽ xóa những cái nhóm này đi. Tiếp theo chúng ta sẽ join vào nhóm Meta Game Channel. Tiếp theo chúng ta gọi vào nhóm Telegram tiếp theo. Ở đây rất là nhiều nhóm Telegram. Đây là do cái nhóm của mình nó đầy nên là mình phải xả bớt đi nhé các bạn. Rồi, sau khi tham gia đầy đủ các nhóm thì các bạn bấm vào menu cho mình. Các bạn bấm vào Join iRope. Ở đây nó yêu cầu mình tham gia hết đầy đủ các cái nhiệm vụ dưới đây, sau đó thì gửi cái link trang cá nhân Twitter, link trang cá nhân của Telegram nhé các bạn. Rồi, trước khi chúng ta thoát ra thì các bạn bấm vào đây. Chúng ta copy cái này. Rồi, sau đó thì các bạn quay trở lại, chúng ta thoát ra ngoài, chúng ta bấm vào ba gạch ở đây. Các bạn bấm vào phần setting. Rồi, ở đây thì các bạn tìm cho mình cái link của cái đây, các bạn bấm vào đây. Các bạn bấm vào đây cho mình. Đó, các bạn bấm vào UC này. Rồi, ở đây thì các bạn copy cái username, cái link của cái Telegram các bạn đây. Đấy, chúng ta đã copy nhé. Đó, sau đó thì các bạn quay trở lại. Các bạn bấm vào cái phần tìm kiếm, các bạn dán cho mình cái dán vào cái tên mà cái bot chat chúng ta vừa làm. Đây, các bạn mở đây ra. Sau đó các bạn dán cái username của các bạn vào đây. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái nhiệm Twitter. Các bạn bấm vào đây. Đây, các bạn bấm theo dõi.
Sau đó các bạn bấm tìm, bấm mũi tên đảo chiều. Rồi chúng ta để làm nhiệm vụ tiếp theo. À, ở đây nó yêu cầu mình tăng 3 người bạn nhé. Yêu cầu chúng ta tăng 3 người bạn và đặt cái hashtag này. Rất là... Đây các bạn ấn giữ này, sau đó các bạn copy này cho mình. Sau đó các bạn chép. Ở đây thì mình đã soạn sẵn cái nội dung comment và tag ba người bạn ở đây. Đó, mình sẽ đặt cái hashtag vào đây. Rồi sau đó thì mình sẽ copy cái này. Rồi các bạn bấm chép. Sau đó thì mình sẽ đi giải các cái nhóm Twitter này. Rồi, chúng ta sẽ đến với Twitter thứ hai. Đây cũng bấm theo dõi. Rồi các bạn bấm tìm. Bấm viết lại, sau đó ở đây các bạn bấm comment. Cũng bạn cũng dán vào cái comment vào đây. Comment tăng 3 người bạn và đặt hashtag nhé. Tiếp theo chúng ta đến với cái Twitter thứ hai. Thứ ba. Rồi. Cái Twitter thứ tư. Rồi, ở đây thì mình đã làm rồi, thì các bạn quay trở lại. Đây các bạn bấm luôn vào cái bài này. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào cái avatar và cái trang cá nhân của các bạn. Sau đó các bạn bấm vào ba chấm ở đây, chúng ta bấm vào nút chia sẻ nhé. Và các bạn sao chép link trang cá nhân. Rồi các bạn quay trở lại bot, chúng ta dán link vào đây. Rồi tiếp theo đến nhiệm vụ Facebook. Đến nhiệm vụ Facebook chúng ta cũng làm tương tự. Đây các bạn bấm tham gia. Rồi tiếp theo chúng ta cũng đến cái meta game. Đến cái nhiệm vụ thứ ba nhé. Tiếp theo đến cái nhiệm vụ thứ tư. Chúng ta dán cái link vào đây. Nó chuyển đến cái trang web thế này, đến cái tài khoản khác. Đấy, các bạn bấm vào đây. Ở đây các bạn bấm thích. Sau đó các bạn bấm vào đây, chúng ta bấm vào thần theo dõi. Rồi các bạn quay trở lại về trang cá nhân. Ở trang cá nhân thì các bạn bấm vào phần avatar này. Tiếp theo các bạn bấm vào ba chấm ở đây. Các bạn sao chép cái link trang Facebook của các bạn nhé. Các bạn dán vào đây cho mình. Rồi, nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta sẽ gửi địa chỉ ví BEP20 Smart Chain. Thì các bạn có thể lấy ở cái ví nào cũng được nhé. Ở trên cái ví chốt mình sẽ chọn cái đồng Smart Chain, các bạn bấm vào đây. Các bạn sao chép địa chỉ ví. Đó, các bạn dán địa chỉ vào. Rồi, cái nhiệm vụ của chúng ta như vậy là đã xong nhé. Sau một hồi làm tất cả các cái nhiệm vụ thì cũng đã xong. Và các bạn copy cái link này chia sẻ cho bạn bè. À, thì cái kèo này nó cũng rất là nhiều cái nhiệm vụ lằng nhằng. Thì các bạn có thể làm thì làm nhé. Nếu mà khó quá thì các bạn có thể bỏ qua. Rồi, ok, thì cái video này chia sẻ cái kèo iRope nhận miễn phí 100 cái token MTI. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.